Hoàng Gia xin mến chào các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Hoàng Gia Audio trong video phát hành vào tối thứ năm hôm nay ngày 23 tháng 12 năm 2021. Trong clip tối ngày hôm nay, Hoàng Gia xin ghép một bộ nghe nhạc giá rất là bình dân thôi, chưa đến 10 triệu đồng để gửi đến các bác. Những bác nào đang có những cái mức tài chính chúng ta chỉ cần đến mức khoảng đấy thôi và chúng ta chỉ đầu tư được khoảng đó thôi. Thì trong cái sản phẩm ngày hôm nay em cũng xin phép được lên clip một cái bộ phối ghép chưa đến 10 triệu đồng, nhưng em sẽ khẳng định với các bác rằng nói về chất âm thì nó có thể hơn những cái bộ 15 hoặc 20 triệu đồng các bác nhá. Và nó hơn ở chỗ nào thì hôm nay em sẽ cùng các bác test chi tiết về chất âm. Về cái bộ sản phẩm ngày hôm nay Hoàng Gia xin giới thiệu đến các bác, đó là đôi loa Avon Bass 20, loa 2 đường tiếng, dạng loa cây các bác nhá. Và hôm nay Hoàng Gia đang kết hợp với một chiếc âm ni của hãng Hamakadon, hàng âm ni của Mỹ. Con này thì chạy 4 con sò sắt, sò Saiken. Sò này là sò nghé các bác nhá, sò sắt loại nhỏ gọi là sò nghé. Thì con này thì chất âm rất là hay. Con âm ni này thì hầu như là loa nào thì nó cũng đánh được cái chất âm rất là hay. Và đặc biệt hôm nay trong cái sản phẩm này ấy, thì Hoàng Gia cũng đã test ghép với đôi loa Avon này thì chất âm nó vô cùng là tuyệt vời luôn. Thì hôm nay em xin mời các bác chúng ta sẽ thưởng thức cái chất âm của bộ phối ghép ngày hôm nay. Và bác nào có tai phone, các bác hãy đeo tai phone ngay vào. Để khi chúng ta đeo tai phone vào thì chúng ta sẽ cảm nhận chất âm nó sẽ chi tiết hơn rất nhiều so với chúng ta nghe ở trên loa ngoài của điện thoại các bác nhé. Vâng ạ, và bây giờ em xin mời các bác chúng ta sẽ đi nghe, sau đó chúng ta sẽ đi chi tiết từng sản phẩm và em sẽ báo giá nhá. Mời các bác cùng nghe nhá. Các bác hãy nghe cái giải bát của nó rớt xuống rất là sâu, tép rất là sáng. Đấy, và trung âm của nó cũng sáng chứ không tối các bác nhá. Vâng ạ, và các bác cũng đã vừa nghe một đoạn mà Hoàng Gia có test rồi, cảm nhận. Vâng ạ, và các bác hãy cái đánh giá và cái cảm nhận của các bác bằng cách hãy bình luận ở phía dưới video này. Phần phía dưới video này nó có cái mục bình luận, thì các bác hãy viết những cái bình luận của các bác vào cái bộ phối ghép ngày hôm nay, đó là Dona Avon và con âm ni Hamakadon 330, tức là 330 các bác nhé. Và em cũng xin báo giá để cho các bác nắm được cái bộ sản phẩm ngày hôm nay. Đôi loa Avon này giá 4.800.000 đồng, bát 20, loa dạng loa cột các bác nhé, loa của Mỹ. Và con âm ni 330 của Hamakadon này, con này thì Hoàng Gia ghép được thử rất nhiều các dòng loa rồi, thì loa này đánh cũng rất là hay luôn. Con này thì về trong tình trạng máy móc rất là đẹp, chỉ có một cái lỗi nho nhỏ ở cái màn này, đấy, cái kính này nó bị vỡ đấy nó nha, không ảnh hưởng đến chất âm, chỉ mà thẩm mỹ một chút thôi. Nếu bác nào có cái gì đó các bác dán vào đây thì bác che cái này đi thì cũng được. Và ngoài ra thì một số cái chữ nó bị mờ đấy, ví dụ như là bật tắt nao nớt này đấy, chọn chế độ đầu vào này, rồi là đánh cầu loa cầu A cầu B này đấy, nút bật tắt nguồn này đấy, thì nó bị mờ đấy. Các núm nhấc này thì đây, ba năng volume này, đây nó hơi mờ chỗ này này đấy, chỗ này là còn nét này, chỗ này mờ, đang mờ chỗ này mờ này. Đấy, con này âm đi đài các bác nhá, đài màu rất là đẹp.
Con này rất là đơn giản thôi, nó không có gì cầu kỳ, nó cũng không có vỏ gỗ với gì, nhưng mà giá của nó thì rất là rẻ các bác nhá. Bác nào mà không quan tâm quá về hình thức mà quan tâm về chất âm và nội dung, cái chất âm của cái con âm mi này, con âm mi này thì hầu như loa nào nó cũng chơi được và rất là hay. Em cũng ghép rất thử các nhiều loa, kể cả loa mắt cáo, mắt võng, rồi những dòng loa Mỹ, dòng loa khó tính, khó ghép, thì con 330 này nó đánh rất là hay các bác nhá. Và giá của nó thì cực kỳ mềm luôn, 4.500.000 đồng thôi, 4.500.000 đồng, và âm loa là 4.800.000, tổng cả bộ là 9.300.000 đồng. Chứ còn một bộ âm thanh chưa đến 10 triệu đồng, nhưng mà chất âm của nó thì em có thể, em sẽ khẳng định với bác là với 10 triệu đồng này các bác bỏ tiền ra, các bác mua bộ dàn này, thì em khẳng định là chất âm của nó còn vượt xa rất nhiều so với những cái bộ đắt tiền hơn 10 năm 20 triệu. Đặc biệt là đôi loa này, bát nó 20 thôi, nhưng tiếng bát của nó xuống sâu và tép của nó sáng, chung của nó cũng sáng, rất là chi tiết. Khi giọng ca sĩ hát thì nó rất là chi tiết và mềm mại. Và em khẳng định rằng là với những đôi bát loa Mỹ này, bát 20, nhưng nó đánh cái tiếng bát nó sâu, thậm chí nó còn hơn cả những đôi bát 25 hoặc 30 của các hãng Nhật các bác nhá. Đặc trưng của dòng loa Mỹ thì thông thường là tiếng bát xuống sâu, và loa Mỹ thì nó nhỏ thôi, nhưng mà cái chất âm của nó thì nó sẽ hơn loa Nhật rất là nhiều các bác nhá. Đấy, thì các bác có thể cân đối thêm về cái tài chính cũng như cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Vâng ạ, và phần video hôm nay em cũng xin phép được kết thúc tại đây. Và sản phẩm đôi loa Avon thì em cũng xin quay lại chi tiết các bác. Đặc trưng của loa Avon là luôn luôn có những cái hồi gỗ ở trên này, gỗ tự nhiên, và cái má gỗ ở dưới này và có chữ Avon. Đấy, bát 20 và gân là gân xốp các bác nhé. Tép đo ê căng đây. Đấy, đôi loa này rất là đẹp. Những bác nào nhà nhỏ, chúng ta có diện tích phòng không có nhiều diện tích chúng ta kê loa, thì chúng ta kê những đôi này nó rất là xinh, vừa gọn các bác nhé. Đấy, chiều cao thì đôi này thì Hoàng Gia cao khoảng 70 ạ. 70, hơn 70 đấy ạ, hơn 70 cm. Chiều sâu khoảng 22 và chiều ngang khoảng 25. Đấy, thùng vách thì rất là đẹp các bác nhá. Thùng vách rất là đẹp luôn, nguyên bản, nguyên chất bãi. Đấy, không có tút tát gì ở đây các bác nhá, nguyên chất bãi luôn. Đấy, con âm ni thì Hoàng Gia có giới thiệu rồi. À, nó bị ở một vết ở đây. Chúng ta nên quan tâm, nếu chúng ta quan tâm đến chất âm thì con âm ni này nó là con âm ni rất là đáng chơi. Và giá thì so với những dòng âm ni Mỹ thì nó rất là rẻ các bác nhá. Rẻ so với âm ni Mỹ, nhưng mà hiệu quả của nó đi mang lại thì các bác có thể chơi được rất nhiều các dòng loa của các thương hiệu ở trên thị trường hiện nay. Vâng ạ, và em xin phép được kết thúc cái video tại đây. Mời các bác tham khảo thêm ở những sản phẩm ở trên kênh YouTube của bên em. Và đây là số hotline của Hoàng Gia Audio bên em, 0975 884 009. Vâng ạ, và mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ trực tiếp, hoặc số này số qua Zalo các bác kết bạn, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết hoặc là gửi video chi tiết qua cho các bác. Vâng, và hiện Hoàng Gia thì cảm ơn các bác, và em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các video clip trong ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.